Thầy chào các học sinh. Như vậy chúng ta đã học xong bài số 13 tốc truyền âm. Hôm nay chúng ta sẽ sang một bài học mới. Trước khi vào bài học, thầy có một số câu hỏi để chúng ta ôn lại kiến thức. Câu số 1, em hãy kể tên các môi trường mà âm thanh có thể truyền qua được và các môi trường mà âm thanh không thể truyền qua được. Chúng ta cùng nhau nhớ lại cho thầy biết âm thanh truyền qua được những môi trường nào và không truyền được trong môi trường nào. Như vậy là âm thanh truyền qua được các môi trường chất khí, chất rắn và chất lỏng. Và môi trường âm thanh không truyền qua được là chân không. Câu số 2. So sánh vận tốc truyền âm trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. Khi mà âm thanh truyền được trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí, thì trong ba môi trường này, môi trường nào vận tốc truyền âm lớn nhất, môi trường nào vận tốc truyền âm nhỏ nhất? Thì chúng ta sẽ có vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí. Có nghĩa là vận tốc truyền âm của chất rắn lớn nhất, rồi tới chất lỏng và cuối cùng là tới chất khí. Chất khí vận tốc truyền âm nó sẽ chậm so với hai môi trường chất lỏng và chất rắn. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng nhau nghe một đoạn âm thanh. Thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài phản xạ âm tiếng vang. Thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài phản xạ âm tiếng vang. Rồi đoạn âm thanh này có gì đặc biệt nào các em? À đúng rồi, đoạn âm thanh này khi thầy nói ra thì sẽ có một tiếng vọng lại, nó bị lặp lại đúng không nào? Thì để giải thích được các hiện tượng mà có âm thanh vọng lại, lặp lại, chúng ta sẽ học bài số 14 phản xạ âm tiếng vang. Chúng ta đi một la mã âm phản xạ tiếng vang. Thì đây là một hình ảnh một hang động đúng không nào? Đấy, chúng ta đi du lịch thì chúng ta vào khám phá một số hang động, thì khi chúng ta nói lớn hoặc chúng ta hét lớn vào trong hang động này, thì sau khi chúng ta hét xong thì chúng ta sẽ nghe được một cái âm thanh chúng ta hét vọng lại, bị lặp lại. Thì vì sao lại có âm thanh vọng lại lặp lại ở trong hang động lớn? Thì thầy sẽ mô tả cho chúng ta xem. Thì khi chúng ta nói và chúng ta hét lên ở trong hang động, thì cái âm chúng ta nói người ta gọi là âm truyền trực tiếp. Âm truyền trực tiếp thì cái âm chúng ta nói truyền tới những cái bề mặt đá của hang động này, thì những mặt đá này người ta gọi là một số như là vật cản, vật chắn. Thì khi âm thanh truyền tới vật cản, vật chắn, nó sẽ dội ngược lại âm thanh, người ta gọi là cái âm phản xạ. Cái âm thanh mà dội ngược lại chúng ta, ta gọi là âm phản xạ. Còn những cái mặt đá, mặt hang động, ta gọi là một vật chắn. Thì như vậy, cái âm của chúng ta là nói là âm trực tiếp. Khi gặp những cái hang động này, nó sẽ phản xạ lại âm. Thì như vậy, âm phản xạ là gì nè? Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt trắng. Đó, còn mà khi mà chúng ta nói ở trong hang động này sẽ có âm thanh vọng lại, lặp lại đấy, thì người ta gọi là tiếng vang. Vậy tiếng vang là gì? Thì sau khi người ta đã nghiên cứu, người ta đã thí nghiệm rất nhiều lần, người ta đã rút ra chúng ta định nghĩa về tiếng vang. Thì tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.
Em lưu ý cho thầy là khi chúng ta nói là âm trực tiếp mà tới một số mặt trắng thì có âm dội lại, ta gọi là âm phản xạ. Còn tiếng vang là chúng ta sẽ nghe được cái âm phản xạ cách cái âm trực tiếp chúng ta nói ra với thời gian ít nhất là 1.15 giây. Và tất cả các âm đều có âm phản xạ. Các em lưu ý cho thầy là tất cả các âm đều có âm phản xạ, nó chỉ phản xạ nhiều hay ít thôi. Khi mà âm phản xạ cách cái âm trực tiếp ít nhất 1.15 giây thì sẽ có hiện tượng tiếng vang. Còn không phải cái âm phản xạ nào đều có tiếng vang nhé. Đấy, ví dụ chúng ta nói chuyện với nhau hoặc thầy giảng bài trên lớp rồi chúng ta không nghe được tiếng vang đúng không nào? Vì cái âm phản xạ là cái âm trực tiếp, nó xảy ra gần như cùng lúc, nó không có cách nhau ít nhất 1.15 giây. Thì thầy sẽ có định nghĩa về âm phản xạ này. Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt trắng và chúng ta sẽ có tiếng vang. Điều kiện xảy ra tiếng vang là cái âm phản xạ về cách cái âm trực tiếp ít nhất 1.15 giây. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa âm phản xạ và tiếng vang. Thì sự giống nhau giữa âm phản xạ và tiếng vang đều là âm phản xạ. Thì lúc nãy thầy nói rồi, tất cả các âm đều có âm phản xạ đúng không nào? Chỉ có nó là phản xạ nhiều hay ít. Và sự khác nhau là tiếng vang nó sẽ xảy ra là khi âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1.15 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần hai la mã: vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém. Thì thầy có thí nghiệm như sau. Thầy bố trí thí nghiệm có một giá đỡ và một chiếc nguồn âm phát ra âm thanh, và trên đây là một cái mặt gương. Khi cho nguồn âm này phát ra âm thanh, thầy thay cái mặt gương này bằng một cái miếng bìa xốp, thì cái nguồn âm này phát ra âm thanh này, chúng ta thấy phát ra âm thanh này, thì gặp cái miếng bìa xốp này, cái âm thanh này đã bị hấp thụ rồi, hấp thụ. Và chúng ta ghé sát tai vào, chúng ta nghe cái âm thanh nó rất là nhỏ. Thì những cái vật mà hấp thụ âm này, người ta gọi là vật phản xạ âm kém, hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt. Khi thầy thay cái miếng bìa xốp này bằng một cái tấm kính, thì người ta sẽ thấy được là cái tấm kính này nó sẽ phản xạ âm rất là tốt. Đấy, chúng ta thấy cường độ âm thanh này, đấy, nó phản xạ ra này. Thì cái mặt gương này cũng là vật phản xạ âm tốt. Những vật phản xạ âm tốt là như thế nào? Là khi mà chúng ta truyền âm thanh tới những cái vật này thì gặp cái bề mặt nó sẽ phản xạ lại âm. Ví dụ như thầy truyền âm với cường độ là 100 decibel, thì qua cái vật phản xạ âm tốt này nó sẽ truyền đi tầm khoảng 90%, nó lại hấp thụ một ít rồi nhưng mà nó vẫn phản xạ âm rất là tốt. Còn cái miếng xốp á, đấy, nó được hấp thụ âm thanh này, thì chúng ta truyền đi 100 decibel thì nó đã bị hấp thụ tầm khoảng 70%, nó chỉ truyền đi có 30% thôi. Thì từ đây thầy sẽ có một kết luận của chúng ta như sau: những vật cứng có bề mặt nhẵn thì có là những vật phản xạ âm tốt. Những vật phản xạ âm tốt hay có tên gọi khác là vật hấp thụ âm kém. Đấy, phản xạ đi thì nó đã bị hấp thụ một chút rồi. Những vật mà phản xạ âm tốt thì người ta gọi là vật hấp thụ âm kém. Thì ví dụ những vật phản xạ âm tốt như là tường gạch, tấm kim loại. Những vật này là những vật cứng, bề mặt nhẵn. Tiếp theo, chúng ta sẽ có vật phản xạ âm kém, hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt, là những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề.
Đấy, chúng ta sẽ có ví dụ của vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém. Các em lưu ý là vật phản xạ âm tốt hay được gọi là vật hấp thụ âm kém, và vật phản xạ âm kém hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt. Đấy, chúng ta lấy ví dụ rất là dễ, vì vật cứng này, các em nhặt nhẵn như là tường gạch, tấm kim loại, mặt gương, đúng không nào? Còn những vật mà phản xạ âm kém như là áo len, miếng xốp, đệm mút, rất nhiều, đúng không nào? Thì để hiểu rõ hơn về sự phản xạ âm tốt hay kém, chúng ta sang phần 3 là mã vật dụng. Câu số 1. Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe là tiếng vang. Và cũng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe được tiếng vang. Thì người ta hỏi là trong phòng nào có âm phản xạ? Các em cho thầy biết là trong hai phòng lớn và một phòng nhỏ thì phòng nào có âm phản xạ? Thì câu trả lời đây là cả hai phòng đều có âm phản xạ. Thì lúc nãy thầy đã nói rất là nhiều, đúng không nào? Tất cả các âm phát ra đều có âm phản xạ, nó phản xạ nhiều hay ít thôi. Đấy, các em lưu ý vấn đề này. Câu số 2. Trong cái vật sau đây, vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém? Đây có miếng xốp nè, mặt gương nè, áo len nè, mặt đá hoa nè, ghế đệm mút nè, tấm kim loại nè, cao su xốp nè, tường gạch. Thì những vật này chúng ta hãy xếp vào vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. Thì vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt cứng, nhẵn, đúng không nào? Còn những vật phản xạ âm kém thì vật mềm, xốp, bề mặt gồ ghề. Như vậy miếng xốp là vật phản xạ âm kém hay âm tốt? À, miếng xốp là vật mềm thì gọi là vật phản xạ âm kém. Mặt gương phản xạ âm tốt, áo len phản xạ âm kém, mặt đá hoa phản xạ âm tốt, ghế đệm mút phản xạ âm kém, tấm kim loại là vật phản xạ âm tốt, cao su xốp là vật phản xạ âm kém, tường gạch là vật phản xạ âm tốt. Đấy, chúng ta có một số từ ở phần phản xạ âm tốt. Rất là dễ, đúng không nào? Rồi, câu số 3. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng karaoke, phòng ghi âm, người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để giảm tiếng vang. Hãy để thích tại sao? Đây, ở trong một số phòng ghi âm, phòng karaoke á, người ta thường làm tường sần sùi này, là treo rèm nhung này. Đó, đây phòng hòa nhạc, người ta treo rất là nhiều rèm, làm tường sần sùi. Thì những cái việc làm nó để làm giảm tiếng vang thì chúng ta giải thích vì sao nè. Thầy gợi ý cho chúng ta, khi chúng ta hát karaoke á, và chúng ta ghi âm mà có tiếng vang thì âm thanh nó như thế nào? À, nó bị vang lại, nó bị dội lại, đúng không? Thì âm thanh nó không được rõ, đúng không nè. Thì người ta sẽ treo những cái rèm nhung để làm tường sần sùi. Thì rèm nhung và sần sùi là những vật gì? Hấp thụ âm tốt, thì nó sẽ hấp thụ cái tiếng vang đi, đúng không nè. Thì khi đó âm thanh nó sẽ rõ hơn. Đấy, rất là đơn giản. Những vật này, những vật phản xạ âm kém hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt thì nó sẽ làm giảm tiếng vang, thì âm thanh nó sẽ nghe rõ hơn. Thì tiếng vang trong đời sống của chúng ta còn rất nhiều ứng dụng, như là người ta sẽ sử dụng tiếng vang và sóng siêu âm để người ta đo độ sâu của đáy biển, đo khoảng cách giữa các vách núi với nhau. Thì ở câu số 4 này là sử dụng một cái sóng siêu âm để người ta đo độ sâu của đáy biển. Thì câu số 4, để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra sóng siêu âm rồi thu lại sóng siêu âm phản xạ sau 1,6 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1.500 m/s, em phải tính độ sâu của đáy biển. Thì thầy sẽ mô tả cách làm của người ta như sau. Người ta sẽ có một cái chiếc tàu, người ta sẽ muốn đo độ sâu của đáy biển.
từ mặt nước này tới cái đáy biển này, người ta sẽ dùng một cái sóng siêu âm. Người ta không có dùng thước để đo, được chưa? Mà người ta dùng sóng siêu âm. Thì người ta để đo độ sâu của đáy biển, người ta sẽ phát một cái sóng siêu âm tới cái mặt đáy biển này. Thì tới mặt đáy biển này nó sẽ cho một cái âm siêu âm phản xạ quay trở lại tàu. Thì người ta sẽ tính được thời gian và biết vận tốc. Thì người ta sẽ tính được độ sâu của đáy biển. Thì các em phải nhớ được lại cho thầy công thức tính quãng đường hay là tính độ sâu của đáy biển. Thì người ta giống như tính quãng đường của vận tốc truyền âm, thì người ta sẽ sử dụng công thức là S bằng V nhân T. Trong đó S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Rồi thầy gợi ý chúng ta bài này như sau. Thì chúng ta muốn tính được độ sâu của đáy biển thì chúng ta sử dụng công thức S bằng V nhân T, đúng không nào? Nhưng vận tốc ở đây chúng ta có rồi là 1.000 m/s. Thời gian ở đây, một số bạn nói là thời gian đây là 1,6 giây, chúng ta phải thay vào là xong. Nhưng chúng ta chú ý nè, người ta phát ra cái phóng siêu âm tới đáy biển rồi thu lại sóng siêu âm. Đấy có nghĩa là nó sẽ truyền cái sóng siêu âm từ tàu tới đáy biển, rồi từ đáy biển nó sẽ truyền cái sóng phản xạ về tàu. Thì cái thời gian nó sẽ là 1,6 giây. Đó. Ví dụ như thầy, ví dụ như ở tàu này là vị trí số A, ở đây biển là vị trí B. Khi âm thanh truyền từ A tới B và từ B trở lại A thì mới tổng thời gian là 1,6 giây. Nhưng độ sâu của đáy biển chỉ là từ A tới B thôi, đúng không nào? Nên chúng ta sẽ tính được cái thời gian mà phát ra sóng siêu âm tới đáy biển. Đấy, chúng ta sẽ tính thời gian truyền âm từ tàu tới đáy biển là 1,6 chia 2 là 0,8. Có nghĩa là thời gian từ tàu truyền tới đáy biển là 0,8 giây. Thì từ đó chúng ta sẽ áp dụng công thức tính độ sâu đáy biển S bằng V nhân T nhân vào 1.500 nhân 0,8 bằng 200 m. Một số bạn nhân vào 1,6 vào đây là sai. Vì 1,6 là tổng cái thời gian phát từ tàu tới đáy biển và từ đáy biển trả lại sóng siêu âm phản xạ tới tàu là 1,6. Đấy, chúng ta phải lưu ý vấn đề này. Thì ở cái sóng siêu âm, âm phản xạ thì có một số loại động vật như là cá heo, như là rơi phát ra cái sóng siêu âm. Đặc biệt nè, chúng ta nhớ con rơi nè, nó hoạt động về đêm, mắt của con rơi rất là kém, nhưng mà con rơi nó phát ra cái sóng siêu âm. Thì khi phát ra sóng siêu âm gặp một số chướng ngại vật hay gặp con mồi thì cái sóng này nó sẽ phản xạ lại tới con rơi nó sẽ cảm nhận được chướng ngại vật để tránh và cảm nhận được con mồi để nó săn bắt. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay thầy sẽ hệ thống cho chúng ta như sau. Chúng ta phải biết được âm phản xạ là gì, chúng ta phải biết được điều kiện thể tiếng vang và vật phản xạ âm tốt là như thế nào, lấy ví dụ của vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém. Và chúng ta sẽ biết được ứng dụng của phản xạ âm tiếng vang là xác định độ sâu của đáy biển đó, và một số thiết kế phòng rạp, phòng hòa nhạc để tránh xảy ra tiếng vang. Thì thầy có một số dặn dò chúng ta như sau. Chúng ta học bài là bài tập trên hệ thống lớp học đó. Bài học ngày hôm nay thế này là kết thúc. Thầy chào các em.